Thanh mời em khỏe không? Dạ khỏe, em rất khỏe. Em chào chị chương trình Kết Nối Yêu Thương và khán giả trên cộng đồng mạng. Hôm nay em lên đây có cái chuyện gì không em? Dạ, hôm nay em lên đây là để chia sẻ cái lời nói của anh chị bức xúc vừa qua. Em cũng rất là khó chịu trong người, tại vì cái cô Mỹ Linh á đã xúc phạm không phải riêng về anh chị hay là em gái của anh chị, nhưng mà xúc phạm tất cả những cái phụ nữ ở Việt Nam, nên em mới lên đây để đặng lấy lại những cái gì mà quốc ức vừa qua. Tất cả chị em ở ở đây ai cũng đều muốn nói, nhưng mà họ không thể nào lên đây họ nói được, nên em mới lên đây để nói lên là chia sẻ cho chị Linh để chị hiểu mà bớt đi những cái công việc của chị làm vừa qua. Chị phải có cái lương tâm một chút để đối xử những chị em phụ nữ đều bình đẳng như nhau. Tất cả ai cũng đều muốn có mình có một cái gia đình hạnh phúc, nhưng chị Linh chỉ vừa có tiền, chỉ vừa có chồng, chị cũng vừa có hạnh phúc. Còn những chị em ở phía sau đi lên đây để kết nối chương trình yêu thương của anh chị mà để tìm cái mảnh ghép của mình, nhưng chị Mỹ Linh chê bai này kia nọ. Nói thiệt với Mỹ Linh nghe, mình cũng là phụ nữ đều đồng cảm như nhau hết. Nếu mà Mỹ Linh đã có tất cả những gì Mỹ Linh muốn là Mỹ Linh yên tâm yên phận đi. Còn những người người ta đi sau lưng Mỹ Linh, người ta đi tìm mảnh ghép, cái đó là quyền cá nhân của người ta, là Mỹ Linh không có quyền can thiệp vào để cho người ta đi tìm cái hạnh phúc, cái yêu thương của mọi người. Mà Mỹ Linh lại nói chê bai đầu này đầu kia, nói phụ nữ này phụ nữ kia, Mỹ Linh không thương thì Mỹ Linh im lặng. Còn những gì Mỹ Linh bức xúc thì Mỹ Linh không được lên chương trình mà để chia sẻ mổ xẻ ra mà nói này nói nọ tùm lum. Mình chỉ có quyền bức xúc ở bên ngoài cộng đồng, không được lên chương trình để mà rêu bán những chị em ở phía sau lưng. Tại vì phụ nữ ai cũng đều cần có cái hạnh phúc, ai cũng muốn mình có tiền, ai cũng muốn mình được như bao nhiêu người khác. Nhưng mà số họ may không may như Mỹ Linh, họ không đạt theo ý muốn của họ. Nhưng vì hôm nay có những cái chương trình Kết Nối Yêu Thương, các chị em cũng lần lượt đi lên đây để mà chia sẻ cái vui cái buồn, để mà hai bên gắn kết với nhau để tiếp tục sống một nửa yêu thương còn lại. Còn Mỹ Linh đã đầy đủ lắm rồi thì yên phận đi. Chị lên đây chị khuyên Mỹ Linh như vậy. Còn cái chuyện anh Sang ảnh nói là đúng, đúng là về phía anh Sang, còn Mỹ Linh có đúng hay không là lương tâm của Mỹ Linh biết. Còn hôm qua chị Thanh cũng lên chương trình cũng nói cái nội dung cũng y chang như vậy, nhưng mà còn thêm một đoạn nữa là do Mỹ Linh đã lấy em trai của chị Thanh đó. Một mình có một người chồng, có những đứa con thơ, thì tất cả là mẹ ai cũng muốn có hạnh phúc giữa chồng và con của mình hết. Còn riêng Mỹ Linh đi phá hoại của người ta mà không biết Mỹ Linh có làm cái công chuyện đó hay không thì chỉ có lương tâm của Mỹ Linh biết mà thôi, chứ còn nói nếu mà lên chương trình để minh bạch thì cũng không ai hiểu được gì. Tại vì cái việc làm là lúc nào nó cũng cái sự đen tối, mà cái chỗ đen tối đó nhưng mà nó có cái ánh sáng mé sau lưng, nhưng mà Mỹ Linh không phát hiện ra. Rồi bây giờ mọi người đều phát hiện công việc của Mỹ Linh làm rồi, Mỹ Linh tính sao đây? Mỹ Linh có thể nào mà phân tích được những cái lý do chính đáng mà Mỹ Linh đã gây ra cho mọi người nỗi đau nỗi buồn như vậy? Mỹ Linh thấy có đáng không? Trong khi em của chị Thanh cũng có con cũng có chồng, nhưng mà nghe chị Thanh chia sẻ em ấy đã tự giận hai ba lần gì đó. Mình là phụ nữ với nhau ở bên đây, nói thiệt nói mình nghe rất là đau lòng,
mà rớt nước mắt luôn. Một người phụ nữ yếu đuối, người ta đã mất đi một tấm chồng, người ta đã chia sẻ như vậy rồi mà Mỹ Linh còn tàn nhẫn xuống tay như vậy, làm cho người ta đã mất đi một tấm chồng yêu thương, bây giờ muốn lấy lại thì cũng không được. Không lẽ bây giờ lại thêm một mảnh ghép nữa hay sao? Một lần đi tìm một mảnh ghép rất là khó khăn, tiền bạc tất cả đều tìm được hết. Cái gì trên đời này đều tìm được hết, không cần tới tiền, không cần có đồng bạc tiền nào hết, nhưng mà người ta vẫn tìm được. Còn cái hạnh phúc không thể nào tìm được, dù bỏ dạng tiền mua, có hàng thiên bạc tỷ, chỉ lợi dụng với nhau mà thôi. Đến khi nào mà túi cạn hết tiền thì cái hạnh phúc đó nó cũng bay đi. Còn hạnh phúc vợ chồng với nhau, nếu còn tâm còn ý thì người ta sẽ đi tới cái hơi thở cuối cùng. Dù có đau, có khổ, có vui, có buồn hay là thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn níu kéo với nhau để mà sống cái hơi thở cuối cùng. Mỹ Linh có hiểu không? Trong khi đó Mỹ Linh lại có chồng Việt Kiều ở Bình Đức. Đó, như vậy còn Mỹ Linh ở bên đây, Mỹ Linh làm những cái chuyện gì anh chồng Mỹ Linh đâu có biết. Anh ta đâu có hay, anh ta chỉ là hương vợ hương con mà đem một cái số tiền anh ta để dành nhậm mà đem về nuôi Mỹ Linh, nuôi cả con Mỹ Linh. Trong khi đó Mỹ Linh ở nhà, Mỹ Linh không an phận thủ thường, là một phụ nữ Việt Nam mà Mỹ Linh lại là đi rối ren đầu này đầu kia đầu nọ, không khác nào Mỹ Linh là một chén đường đi rủ mấy con ruồi đem vô để mà chết chùm lẫn nhau. Trong khi đó những đứa con hơi người ta ở nhà, những bà vợ rất là đau khổ. Còn chuyện của Mỹ Linh làm thì đương nhiên là chắc Mỹ Linh đã hiểu, lương tâm Mỹ Linh hiểu. Cái đó là để tòa án lương tâm của Mỹ Linh hiểu mà xét xử cho Mỹ Linh sau này. Mỹ Linh trở về già hoặc là lớn tuổi bằng cỡ 60, 70, lúc đó con Mỹ Linh đã lớn rồi, không biết chồng của Mỹ Linh có còn kè cận bên Mỹ Linh nữa hay không, hay là tới đó Mỹ Linh đã thêm 2, 3, 1 mảnh chồng khác cũng không chừng. Cái đó là luật ở đời, cái đó là luật đương nhiên, mất chồng này đi tìm chồng khác. Nhưng mà người ta tìm là tìm cái bàn tay ấm áp yêu thương, tìm một cái trái tim, chứ không phải người ta tìm cái túi tiền. Còn Mỹ Linh, Mỹ Linh tới những người đó, Mỹ Linh tìm những gì? Tìm thứ nhất là thể xác, thứ hai là tiền. Mỹ Linh chỉ có hiểu được bao nhiêu đó thôi, thể xác và tiền. Thì theo nhu cầu của mỗi con người, ai cũng có hết, tất cả ai cũng phải xài qua cái thể xác, qua cái đồng tiền. Dù người đó nghèo hay giàu, đại gia, thương gia gì đó không cần biết, người ta đuôi cùi, què quặng, người ta cũng phải xài tiền, mà cũng phải xài qua thể xác. Nhưng đồng tiền người ta xài chính tâm, chính nghĩa. Còn cái thể xác người ta xài làm sao? Xài theo cái ý nghĩa vợ chồng. Cái ý nghĩa vợ chồng Mỹ Linh hiểu không? Cái tâm trạng vợ chồng nó kháng khít với nhau tới cuối đời, không thể đồng tiền nào mà so sánh được. Còn Mỹ Linh, Mỹ Linh chỉ biết thể xác, vì cái nguyện vọng của Mỹ Linh là tiền, là cái dục vọng. Mỹ Linh làm sao mà cho nó thỏa đáng, cho nó đạt cái nhu cầu của Mỹ Linh thôi. Mỹ Linh bất cần bất chấp luôn, không cần quan tâm đến cái người bên ngoài, người ta có cái cảm xúc sao, người ta đau khổ cỡ nào, những cái đứa con thơ như thế nào. Trong khi đó mình ở đây cũng nghe là Mỹ Linh cũng có 3 đứa con trai. Người ta thường nói ở Việt Nam, người ta nói rất đúng, con trai, con gái nhờ đức cha, con trai thì nhờ đức mẹ. Mà trong khi đó Mỹ Linh chỉ lao vô đồng tiền với dục vọng, mà Mỹ Linh không nhận xét được phía sau lưng của Mỹ Linh là hiện giờ còn 3 đứa con trai nhỏ thơ dại. Tụi nó rất là cần một người cha, một người mẹ, chứ không phải là cần tiền. Mỹ Linh có hiểu không? Cái con đường tương lai là người cha, người mẹ đã dìu dắt cho các con mình đi lên, chứ không phải có tiền mà được đâu nha Mỹ Linh. Những người người ta rất là nhiều tiền, nhưng mà con người ta cũng vẫn bị sa ngã vô những cái chỗ không thể nào nói lên được. Chỉ có biết đau khổ rồi cầm nước mắt mà đau khổ thôi.
Đó, Mỹ Linh có nghĩ là tương lai của ba đứa con Mỹ Linh sau này nó ra sao không? Thế gian này nó nhiều việc lắm Mỹ Linh ơi. Nên Mỹ Linh ráng mà suy nghĩ lại, dù Mỹ Linh đạt được nhu cầu, đạt được ý muốn của Mỹ Linh, nhưng mà điều cái ý muốn đằng sau lưng của Mỹ Linh không bao giờ nhìn thấy ba đứa con của Mỹ Linh ở sau lưng. Cái đó là quan trọng nhất. Ba đứa con thơ của Mỹ Linh là quan trọng trong cuộc đời của Mỹ Linh. Trong khi đó tương lai của ba đứa con của Mỹ Linh nó nằm vào tương lai của chồng Mỹ Linh nữa. Nhưng mà chồng bên kia của Mỹ Linh á thì chỉ nhìn những đứa con qua cái cuộc điện thoại, qua cái cuộc trò chuyện thôi, thì lâu lâu anh mới về thăm các con thì các con nó nhanh lớn lắm. Bữa nay á, anh về thì các con sẽ mặc bộ đồ số 3, size số 3. Nhưng mà làm sao anh ấy về, anh ấy phải mua cho các con size số 4 hoặc số 5 hoặc số 6, nếu anh ấy đi lâu hơn nữa là phải số 7, số 8, chứ còn không còn số 2, số 3 nữa. Chị nói như vậy chắc Mỹ Linh cũng làm mẹ, Mỹ Linh nuôi những đứa con thơ càng ngày càng lớn thì Mỹ Linh chắc cũng hiểu những cái size quần áo các con mình mặc. Mỗi một lần khi chồng mình về, quần áo đều thay đổi các size hết. Đó là như vậy. Còn ở nhà Mỹ Linh làm vợ, làm mẹ mà Mỹ Linh đi tìm những cái dục vọng, những cái đau thương cho người khác mà Mỹ Linh làm như vậy. Mỹ Linh thấy làm sao? Lương tâm Mỹ Linh còn không? Nếu lương tâm Mỹ Linh còn, Mỹ Linh quay trở lại làm lại từ đầu. Mà nói thiệt, ở đây á, là chòm xóm xung quanh. Ở đây mỗi một lần mà Mỹ Linh lên clip á, mọi người nhìn cái gương mặt của Mỹ Linh á, ai cũng đều khen ngợi. Có một cô gái rất là đẹp, nghĩ là cô này không có nhìn dáng Mỹ Linh hết, nhưng mà nhìn chỉ trên màn ảnh nhỏ thôi thì dự đoán qua con người của Mỹ Linh là xinh xắn, nhỏ nhắn, rất là đẹp. Thì có người người ta cũng nói Mỹ Linh là đẹp qua dao kéo, nhưng mà chị đây nói, dù người ta có dao kéo đi chăng nữa, người ta cũng có quyền làm đẹp. Nhưng mà Mỹ Linh làm đẹp cái gương mặt, nhưng mà cái lương tâm Mỹ Linh không đẹp. Nó là như vậy. Còn con người của Mỹ Linh rất là đẹp, nhưng mà bây giờ Mỹ Linh ra xã hội, Mỹ Linh không còn đẹp mắt trong mọi người nữa. Bây giờ Mỹ Linh mà có lên clip, Mỹ Linh có phân trần hay là Mỹ Linh nói cái gì đó nữa thì nó đã mất niềm tin, mất cái hy vọng cho khán giả, người xem. Mỹ Linh đã qua bên chương trình Thanh Thanh, đã nói qua hai, hình như là hai clip phải. Mọi người ở đây cùng xem những cái lời ăn, những cái tiếng nói nhỏ nhẹ của Mỹ Linh. Người ta rất là khen ngợi. Có một cô gái lên chương trình nói điềm đạm, nhẹ nhàng, dễ thương làm sao á. Còn ở ngoài đây, phụ nữ ở ngoài đây nói chuyện như là không có được, như là như Mỹ Linh muốn mọi người ở đây muốn có cái giọng nói Mỹ Linh, nhưng mà điều họ có tập cỡ nào đi chăng nữa cũng không có đạt được cái tiếng nói của Mỹ Linh. Cái đó là trời phú cho Mỹ Linh rồi, cái nhan sắc trời cũng đã định cho Mỹ Linh rồi, mà Mỹ Linh dùng cái dao kéo thẩm mỹ, Mỹ Linh đã tăng thêm một chút nữa thì nó rất là toàn diện, nó rất là ok cho cái gương mặt của Mỹ Linh. Lên chương trình ai cũng thấy sống mũi của Mỹ Linh, cái gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng xinh xinh rất là đẹp, nhưng mà bây giờ đều thất vọng hết, tất cả đều thất vọng hết. Tại vì họ nghĩ chương trình lên thì người nào đẹp mới lên, người nào dễ thương mới lên, nhưng mà cuối cùng Mỹ Linh không đạt được cái chỗ là lương tâm của Mỹ Linh đã làm sạch cái gương mặt của Mỹ Linh, nhan sắc của Mỹ Linh. Nó không thể nào mà ăn sâu vô cái những người xem của chương trình của Mỹ Linh nữa. Họ rất là chê bai, bề ngoài Mỹ Linh đẹp nhưng mà trong ruột Mỹ Linh xấu xa. Là như vậy. Bây giờ mình chia sẻ như vậy. Còn bây giờ á, từ đây về sau Mỹ Linh làm gì cũng được, mình không có quan tâm gì nữa hết. Còn Mỹ Linh có lên chương trình đi chăng nữa, theo mình nghĩ là chắc cũng không ai xem đâu. Nói tới mà cái gương mặt của Mỹ Linh là họ đã phớt lờ đi rồi. Còn những người hâm mộ, những người đồng hương, những người đứng về phía Mỹ Linh
thì chỉ có những người đó mà xem thôi. Nói thẳng lên như vậy, từ đây về sau nếu kênh của Mỹ Linh lên thì những cái lời chia sẻ, những cái lời bình luận không có ai mà vô mà bình luận mà trách móc Mỹ Linh nữa đâu. Tại vì con người của Mỹ Linh rất là đáng sợ, người ta thấy đã sợ rồi, đâu còn lời nào nữa mà để mà phân trần hay là chia sẻ hay là nói này nói nọ. Mỹ Linh chỉ có một phe của Mỹ Linh là khen Mỹ Linh đẹp, người có hậu gì đó không biết, là mọi người nói quan Mỹ Linh gì đó không biết. Nhưng mà về hướng bên kênh của anh chị Thanh là tất cả không ai đồng tình đồng ý của Mỹ Linh làm đâu. Nó là như vậy, con người của Mỹ Linh hết nói nổi rồi. Bây giờ mình là con gái, mình là phụ nữ, nếu cái nghề người ta làm là cái nghề của người ta, ai đó người ta tới vui vẻ người ta về thì vợ con cũng không có đau lòng. Lung lắm thì bà vợ đó mất một chút tiền thì chồng mình có một chút vui vẻ. Còn đằng này Mỹ Linh làm sao? Mỹ Linh làm sao? Phá hết, phá cho tan tành, phá cho đổ nát hết. Rồi như vậy Mỹ Linh cũng đâu có đi theo người ta đâu. Cuối cùng Mỹ Linh cũng bỏ đi tìm người khác nữa thôi. Đó, trong khi chồng thì không ở nhà, tha hồ mà tung một hoành. Đó là như vậy. Còn một lời nữa, thì nếu anh chồng của Mỹ Linh đã nghe, thì mình xin chúc anh ở bên kia vui vẻ, sống khỏe, mà hưởng thụ ở bên kia đi. Còn Mỹ Linh ở bên đây, không biết Mỹ Linh làm những điều gì mà trên cộng đồng mạng người ta rất là phẫn nộ. Còn anh á, thì cũng có binh vực vợ anh một phần, thì cái đó là mình rất là thương anh. Thương anh là vì anh quá thương vợ, anh quá tin một người vợ mà anh không nghĩ phía sau lưng anh nó là có một cái con dao vô tình nó đập nát cái tim anh, mà anh cũng không hay không biết. Tại vì con người của anh, con người cái lương tâm của anh rất là thân thiện, rất là thương vợ con, phía sau lưng ai có nói gì anh cũng mặc kệ, miễn sao anh nhìn phía trước thấy vợ đẹp con xinh là anh mừng rồi. Tất cả đều, các con đều khỏe mạnh, vợ mình đều xinh đẹp là anh cũng vui, anh cũng mừng rồi. Thì anh đâu còn cái màn mà những cái người sau lưng để nói nữa, thì anh không nghe, anh không màng tới. Cái đó là em cũng khâm phục anh luôn á. Một người đàn ông như vậy rất là tốt, tốt cho xã hội, tốt cho vợ con luôn. Nói là vậy, anh đúng là người đàn ông mẫu mực. Còn vợ của anh thì anh nên về, một ngày nào đó anh sắp xếp về lần gũi vợ anh để mà tìm hiểu thêm một chút nữa, để mà anh sắp xếp cho vợ anh chu toàn trong cuộc sống của mọi người. Chứ đừng để người ta nay người ta nói này, mai người ta nói nọ, thì nó cũng rất là bất an cho anh. Trong khi đó vợ chồng thì không được gần nhau, mỗi người một nơi. Thì muốn tìm hiểu vợ thì anh phải về gặp lại Mỹ Linh đó. Còn cái việc mà Mỹ Linh đòi viết cái địa chỉ của anh chị Sang để lấy cái túi xách gì đó, Mỹ Linh nghĩ sao vậy hả? Cái con người của Mỹ Linh không lẽ không đủ tiền để mà mua cái giỏ xách khác để xài hay sao mà phải quay về mà đòi lấy cái địa chỉ để ghé nhà lấy cái giỏ xách chứ? Trong cái đó anh Sang cũng đã hẹn rồi, bây giờ có ai ra không thì anh Sang sẵn sàng đón rước, cho một cái lịch hẹn xuống sân bay rất là chính xác. Anh Sang hứa là anh Sang đi rước. Nếu anh Sang không rước thì ở trên cộng đồng mạng này họ cũng không tin tưởng là anh Sang nói đâu. Ở đây là người ta chỉ là nhìn thấy cái gì nó thực tế nhất. Nếu mình nói được thì mình làm được, mọi người vỗ tay ok là không có chuyện gì xảy ra hết. Đó, mọi người đều chúc phúc cho. Còn nếu anh chồng của Mỹ Linh mà không về, mà anh Sang ra đó mà không về, tức là hai người là con mèo cục đuôi, con rùa rút cổ, hiểu không? Quá hiểu chứ còn gì nữa. Mình là con mèo rụt cục đuôi, con rùa rút cổ, thì đối diện với xã hội thì không bao giờ dám ra. Chỉ hẹn một đường đi một nẻo thì anh Sang đâu có đường nào mà biết. Hiện giờ không, chắc anh Sang cũng không biết Mỹ Linh ở đâu đâu, không biết nhà Mỹ Linh đâu. Nếu mà biết là anh Sang chắc cũng đi tới đó rồi. Nhưng mà thôi, kệ đi, Mỹ Linh làm gì cũng được. Nhưng mà điều mình khuyên Mỹ Linh ráng cố gắng gìn giữ lại ba đứa con của mình. Dù con người mình có sai trái,
Nhưng mà mình đã lớn rồi, mình chèo chống cái khó khăn được, mình chèo chống cái khổ nhục được, thì mình ráng chèo mà chống. Còn ba đứa con mình nó thơ lắm, nó ngây dại lắm, nó tổn thương lắm. Để mau chiều về vài năm nữa các cháu lớn lên, các cháu nghe cái thông tin này thì các cháu học hẳn cái tinh thần, học hẳn trong cái lời nói, học hẳn ra ngoài đường xã hội. Đến nỗi mà muốn đi làm một cái việc gì đó, các cháu tới đó thì các cháu, người ta mới hỏi giờ cháu này con ai, nó con của Mỹ Linh. Người ta đã nghe tiếng hai cái chữ Mỹ Linh là người ta nhớ lại cái năm xưa. Nhưng mà trên cộng đồng này á cũng rất là nhiều cô gái tên Mỹ Linh, chứ không riêng gì một Mỹ Linh, hàng ngàn hàng vạn Mỹ Linh lận. Nó ảnh hưởng cho hàng vạn hàng ngàn hàng vạn những cái bà mẹ Mỹ Linh khác nữa. Những cái bà mẹ Mỹ Linh khác người ta cũng có con trai, là Mỹ Linh đã làm bôi nhọ xấu những người đó. Tất cả những người mà trùng tên với Mỹ Linh tên rất là đẹp, thiên cả thế giới ai cũng đều đặt tên Mỹ Linh. Bây giờ nói tiếng Mỹ Linh cả thế giới này gồm lại không biết bao nhiêu triệu cái Mỹ Linh luôn, mà trong khi đó một mình Mỹ Linh đã làm bôi nhọ cái tên Mỹ Linh, nó ảnh hưởng rất lắm. Mỹ Linh ơi, con trai của người ta, mẹ của người ta cũng tên Mỹ Linh, trong khi đó người ta ra thế giới, ra cộng đồng mọi người đều hiểu lầm là con của Mỹ Linh. Mỹ Linh thấy ảnh hưởng nhiều quá, rất là nhiều luôn, chứ còn gì nữa. Một mình Mỹ Linh đã làm xấu đi bao nhiêu cái tên Mỹ Linh, hàng vạn hàng triệu cái Mỹ Linh, cả nước này nước nọ, tất cả các nước trên thế giới này. Mình nghĩ là thiên hạ họ đặt Mỹ Linh cũng nhiều lắm, nên Mỹ Linh ảnh hưởng rất là nhiều, rất là lớn luôn nha Mỹ Linh. Không phải là một mình Mỹ Linh làm xấu Mỹ Linh thôi đâu, Mỹ Linh chơi bai những người lớn tuổi qua đây kết nối yêu hương, tìm Việt kiều để kiếm tiền, đúng không Mỹ Linh? Nhưng mà Mỹ Linh làm sao? Mỹ Linh làm sao? Mỹ Linh cũng từ cái chỗ kết nối yêu hương ra, Mỹ Linh cũng lấy Việt kiều, thì an phận rồi. Việt kiều mình cũng đã lấy rồi, lấy một thằng thôi, lấy một ông thôi, không lẽ bây giờ những cái người phía sau người ta có quyền lên đây người ta chọn lựa anh Việt kiều đó, không lẽ Mỹ Linh không cho để dành lại cho Mỹ Linh hay sao hả? Nhưng mà mình thì mình tiếc thiệt, Mỹ Linh tên rất là đẹp, mà xin lỗi cộng đồng nha, cộng đồng mạng nha, và xin lỗi các những bà mẹ nào mà ai có mang tên hai chữ Mỹ Linh á thì thôi bớt giận đi. Bây giờ có trút giận á thì trút giận lên cái tên của mình thôi, tại vì cái tên của mình đặt vô nó đẹp, nhưng mà đặt nhầm cái chỗ con sao xấu, nó bị ảnh hưởng một chút là coi như gió thoảng mây bay. Nhưng mà điều á, sau này á, họ sẽ biết cái tên Mỹ Linh con ai ở đâu làm gì, thì họ muốn tìm hiểu con của mình có phải là con của Mỹ Linh năm ngày nay để lên chương trình hay không, thì họ cũng phải tìm vô cái lịch sử, họ cũng biết phải hay là không rồi. Nhưng mà các chị cứ yên tâm đi, cứ yên tâm đi, mình phải là con người, mình phải thì lúc nào nó cũng phải, còn con người mình sẽ trái lúc nào cũng trái. Cái người phải á, là người ta đi á, dù nó có gặp gình, nó có đau thương cỡ nào, nhưng mà người ta ngoi lên được. Còn Mỹ Linh rất là sáng ngời, rất là đẹp, nhưng mà đẹp bây giờ thôi Mỹ Linh à, dài chừng mười mấy năm nữa à là Mỹ Linh không cãi, không phải còn là cô Mỹ Linh nữa, lúc đó người ta gọi là bà Mỹ Linh, hiểu không? Bà Mỹ Linh, ta hỏi bà Mỹ Linh này năm xưa làm gì thì nó sẽ để lại ấn tượng, thì lúc đó bà Mỹ Linh sẽ hiểu, sẽ đau. Hiện bây giờ cô Mỹ Linh còn trẻ, còn nhỏ, còn sắc bén lắm, tim không có đau đâu, cứng lắm. Nhưng mà 15 năm sau bà Mỹ Linh này già rồi thì ra đường người ta kêu bà Mỹ Linh, lúc đó con Mỹ Linh làm sao? Đã lớn rồi, thanh niên rồi, chuẩn bị đi cưới vợ rồi, thì cô nàng bên kia mới quen con của Mỹ Linh hỏi sao anh má ở nhà tên gì, hoặc là mẹ tên gì, là hoặc là cái gì đó tên gì, nói mẹ của anh này tên là Mỹ Linh đó.
chửi nói này nói nọ, khiêu khích, nhìn sang. Thì cô ta nóng giỏi quá đi lên nói những cái lời nói đó, tụi này nghe đó là không có được hay. Cho nên đó là khi mà cô ta gọi điện thoại đó, nhắn tin đó, Thanh không có muốn trả lời. Tại sao mà phải trả lời với cái con người như vậy? Con người không có đúng rồi. Một con người không có lịch sự, muốn ra cái thời gian cho mình, có nghĩ tới cái thời gian của người ta đi làm ngày chủ nhật, người ta nghỉ, người ta mệt mỏi, thì cái thời gian đó là sau 3 giờ. Thì anh Sang anh nói là anh giữ lời hứa, anh sẽ lên chương trình. Nhưng mà tại cô ta nóng vội lên clip nói là tôi cho anh Sang là 1 giờ phải gửi cái địa chỉ nhà của Thanh Thanh để mà anh Hùng qua đây, rồi tự dưng là nói anh Hùng qua ngày thứ bảy. Mà trong khi đó thì không có nói là qua rồi gặp ở đâu, chỉ lên xin cái địa chỉ, lên ăn nói khơi khơi vậy, ai mà chấp nhận. Thì anh Hùng trong lúc đó đó, anh cũng nghĩ là thứ bảy anh qua thì anh phải nhắn tin, anh phải nói chuyện lịch sự, gọi điện thoại cho Thanh như thế nào thì Thanh mới trả lời. Cái đầu tiên ảnh nhắn tin là ảnh chửi, rồi ảnh hăm dọa. Ảnh nói chuyện ảnh hăm dọa Thanh. Thì làm sao mà Thanh trả lời những cái cú phone sau này cho ảnh? Nếu một con người có cái phép lịch sự đó, mình muốn nói chuyện với nhau á, là mình phải gọi điện thoại, mình nói chuyện cho nó lịch sự, thì Thanh mới sẵn sàng tiếp nhận. Còn anh ta không có nói cái gì cho cái nhắn tin là hăm dọa. Trong 2 cái tin nhắn đó Thanh đã đưa lên chương trình rồi. Rồi bây giờ đó, hôm bữa thứ bảy, để Thanh đọc cái bình luận này lên cho mọi người hiểu nha. Có hôm thứ bảy thì nói chung là Thanh biết chắc chắn ảnh không có qua bên bệnh sĩ. Thanh không có muốn nói lên chương trình, nhưng mà trong lòng là Thanh biết là không bao giờ có chuyện này xảy ra. Làm sao mà đi được? Thì Thanh xin đọc cái tin nhắn này của cái anh Minh ở bên Amsterdam á. Bây giờ là mấy giờ ông Hùng? Anh em tôi ra hết ngoài đó nên đón ông. Địa chỉ đã cho vợ ông biết mà ông không xuất hiện. Ông chỉ là con rùa rụt đầu. Từ nay trở đi đừng lớn tiếng xin địa chỉ người này người nọ nữa nghe. Rồi sau đó đó anh ta mới trả lời, tại anh Sang ảnh ghim cái bình luận lên đó, thì anh ta có trả lời vậy nè: cảm ơn bạn đã chia sẻ, nhưng ông Hùng nói nhiều cách nói, ông ta xin địa chỉ, ta đây làm anh em mất công mất thời gian sang Thụy Sĩ chơi cả buổi mà không thấy, đúng là anh Hùng Rôm. Thì Thanh cũng cảm ơn. Thì cái anh bên Amsterdam này á, hình như Thanh đoán là anh ở bên Hòa Lan thì phải, anh có nhắn cái tin vô đây. Có nghĩa là cái hôm thứ bảy anh Hùng là nói là qua bên Thụy Sĩ để gặp một vài người anh em gì đó, người ta ra người ta đón, thì anh ta không có xuất hiện để cho anh em chờ. Thì hôm bữa nay thì chủ nhật, thì tối khuya thứ bảy gần sáng chủ nhật, thì anh Hùng có gọi cho Thanh và nhắn tin cho Thanh như thế này. Thanh muốn đọc cho mọi người hiểu. Đây. Anh ta có gọi cho Thanh mà Thanh không có bóc máy, tại vì những cái tin nhắn lúc trước á là cái gì đó là hăm dọa Thanh ha, mới nhắn cho Thanh hồi tối chủ nhật nè, tối thứ bảy sáng chủ nhật á, giữa đêm á: địa chỉ này của anh chị đi đây, tôi muốn nói chuyện với anh về vợ tôi Linh Bùi. Anh biết gì vợ tôi ở Việt Nam? Sao anh lên mạng hạ nhục vợ tôi đủ điều? Anh phải lên mạng xin lỗi vợ tôi. Tôi không, bằng không tôi phải đưa anh ra tòa. Ok. Xong rồi Thanh
Nói chung là Thanh không có thấy cái bình luận này rồi cái gọi một cái nữa. Thanh không có bóc phone, Thanh không có biết rồi sáng lại Thanh thấy một cái tin nhắn nữa. Nghe máy đi, bọn tao sẽ tìm đến địa chỉ này tìm hiểu thêm một chút nhé. Rồi lại gọi cho Thanh một cái nữa, một cái điện thoại rồi lại nhắn tin. Bọn bọn mày không có cửa với tao đâu. Bọn mày cẩn thận nhé. Tao đưa mặt mày lên mạng xem như thế nào? Chấm hỏi. Và ai biết ai? Ok bọn chó. Tao sẽ đến xem bọn mày là ai. Rồi gọi cho Thanh hai lần nữa là cũng cũng gần sáng, là lúc đó là Thanh đang ngủ đó, là sáng chủ nhật á. Rồi từ một cái rồi mới nhắn tin nữa nè. Thanh trình lên cảnh sát, tôi mừng đó, tôi rất mừng đó. Còn chuyện cá nhân của Hùng biết gì mà nói. Còn Thanh thách thức Hùng không sợ đâu, xin lỗi nhé. Thanh và anh Sang muốn gì tôi chiều. Rồi gọi cho Thanh một cái nữa. Thanh không có biết thì có một cái tin nhắn buổi sáng này. Chị Thanh nè, tôi không vỡ trò trẻ con với vợ chồng chị nhé. Chị nói đưa tôi ra chính quyền, tôi sợ quá. Anh chị làm đi, bằng không làm cho nó ra trắng hay đen. Ok, anh chị an tâm nhé. Thì Thanh cũng gửi lời tới cho anh Hùng là như vậy. Hôm mà thứ bảy á, Mỹ Linh có lên chương trình của Mỹ Linh, nói là thứ bảy này chồng tôi sẽ qua để lấy cái handbag, cái bóp. À, rồi anh Sang luôn. Thì Thanh có nói trên chương trình hôm thứ sáu, nói sẵn sàng nếu mà qua thì anh Sang sẽ ra đón. À, đã nói rồi nhưng mà anh ta đâu có qua đâu hả. Còn xin địa chỉ thì Khanh không chấp nhận, tại vì cô ta riêu nhíu ở trên cái chương trình. Tại sao phải xin địa chỉ của người ta trên chương trình là sao? Con người đâu có tư cách đâu, tư cách gì mà xin địa chỉ của người ta. Đặc biệt là họ không phải là bạn của Thanh. Còn như mà bây giờ Mỹ Linh kêu chồng qua đây thì chồng của Mỹ Linh nó muốn Thanh nó nói chuyện á, đón á, hay là như thế nào phải gọi cho Thanh. Nhìn sang anh Sang đã nói rồi, anh Sang sẽ ra chu rịch đó, nhưng mà anh ta đâu có nói phone gì đâu, gọi vô cái là bắt đầu là hăm dọa. Thì hôm nay là ngày chủ nhật, Mỹ Linh á, là muốn 1 giờ, anh Sang thì nói sau 3 giờ. Thì Mỹ Linh nóng nóng nhảy tê tê muốn lên trước ha. Rồi bắt đầu quá là anh ta Thanh vừa thức dậy sáng sớm ngày chủ nhật thì lại thấy những cái tin nhắn này. Thì thử hỏi con người có một cái tư cách để mà cho Thanh trả lời điện thoại hay là không. Anh á, không đâu trả lời được, tại vì con người của người ta vậy rồi, trả lời sao được, đúng không? Con người của người ta bị lỗi vậy rồi, cái hẹn cái lịch, nếu mà Mỹ Linh á muốn để cho anh Sang đi hai cái cuộc gặp gỡ nó suôn sẻ, là Mỹ Linh là cái người cần nhất, cần gặp anh Sang, thì đương nhiên là Mỹ Linh phải chọn theo cái giờ giấc của anh Sang mới đúng. Đằng này Mỹ Linh lại ngược lại theo cái giờ của Mỹ Linh, trong khi đó là công việc của Mỹ Linh muốn minh quang, Mỹ Linh muốn muốn cần gặp cái gì đó với anh Sang, thì đương nhiên là Mỹ Linh phải theo cái giờ giấc của anh Sang chứ, làm sao mà anh Sang theo giờ giấc của Mỹ Linh được, cái đó là không được. Hợp tác như vậy là sai rồi. Thanh nói là cái hôm thứ bảy là anh ta không có qua, thì để cho mấy anh em đứng chờ ở ở Zurich một buổi cả tối luôn gì đó, thì anh em đã thất vọng ê chề vì cái lời ăn tiếng nói của anh này không có đúng, không có giữ cái lời hứa của mình đó. Thì bây giờ tự nhiên lại nhắn cho Thanh, Thanh thật sự cũng không biết, gần sáng chủ nhật nửa đêm lại nhắn tin cho Thanh một lô như vậy, toàn là hăm dọa không. Nhưng mà Thanh chưa có nói gì, những cái lời anh hăm dọa trên đây thì Thanh nói đó, Thanh sẽ trình ra cảnh sát. Anh đừng có thách thức, anh đừng có nói là Thanh thách À, đúng rồi. thức, mà cái con người thách Thanh. Thanh chưa có trả lời, chưa có nói chuyện với anh qua điện thoại, chưa có biết cái giọng nói của anh là như thế nào.
anh là cái người hồ đồ hả? Anh nhắn cho Thanh cái hai cái đầu tiên là anh đã hăm dọa rồi, những cái sau này sáng sớm chủ nhật à, chưa có cái gì hết là anh đã nhắn những cái tin nhắn như vậy rồi, anh biểu người ta phải trả lời điện thoại anh là trả lời sao? Cái con người mà không có biết điều, không có lịch sự, biểu Thanh phải trả lời bằng cách nào? Thanh đã nói trên chương trình nếu mà anh Hùng gọi Thanh sẵn sàng trả lời điện thoại, nhưng mà anh đâu có nói chuyện đàng hoàng đâu, đầu tiên không gọi là nhắn vô liền là hăm dọa liền, rồi Thanh mới nói là anh hăm dọa tôi báo cảnh sát, thì anh ta lại nói là Thanh thách thức rồi, rồi bây giờ lại trả lời một dọc ở trong này là hăm dọa kêu Thanh á, tụi mày là chó. Nhớ nha, Thanh chưa bao giờ nói chuyện với anh và chưa bao giờ nhắn cho anh một tin nhắn nào. Anh nghĩ em là hero hả? Anh nói anh qua đây để anh tìm kiếm tụi tôi hả? Trời ơi, tôi sợ quá, tôi cũng mong anh qua đó. Hình như là tôi nghĩ anh nói chuyện giống như bè phái, băng đảng, mafia thì phải đó. Hả? Cái lời nói của anh á, nhắn tin vô hù dọa người ta mà gọi liên tục như vậy á, một cái con người mà hiểu biết đó, à, lịch sự văn hóa đó, ít ra cũng phải cầm cái cú phone nhắn tin anh là Hùng, anh có thể nói chuyện với Thanh được không? À, Thanh có thể là cho anh nói chuyện với Thanh hoặc là anh Sang, anh có vài điều muốn muốn nói, hay là anh sẽ qua đây gặp Thanh với Sang, có thể là trả lời cho anh biết, cái con người mới gọi là văn minh. Còn cái kiểu mà anh á, đầu tiên á, anh không có gọi cho người ta mà anh nhắn vô anh hăm dọa, anh đủ biết là anh thành phần gì chưa? Bởi vì cái con Mỹ Linh với anh á, nó hợp quá trời luôn. Đúng là người ta nói nồi nào thì giúp út giúp lúc ung dung Nồi nào úp dung đấy, đó, đúng không? vì hai cái Cái ngọn nồi nào úp dung đấy cho nó đúng cái size, cái cỡ, nó mới vô tầm được. Nó là như vậy. Nếu mà Mỹ Linh úp cái chỗ sai, cái chỗ mà không đúng như vậy á, thì kể như tiêu Mỹ Linh rồi. Mỹ Linh cũng đâu có tiền xài đâu, tại vì úp nó trật khớp, nó bay hơi đi hết, thì Mỹ Linh đâu có tiền xài, đúng không? Còn cái nồi nào úp cái dung nấy, nó vừa khít với nhau, nó mới giữ được cái hơi ấm. Thì cái hơi ấm đó là gì? Là tiền, chỉ có vậy thôi. thì Thanh nói á, là những cái anh em á, mà đã ra ngoài chu rịch đón anh Hùng vào ngày thứ bảy đó, anh Hùng như thế nào, lời nói anh có giữ uy tín không, rồi bạn bè đứng đó chờ đặng mà nghênh đón anh á, anh để cho người ta thất vọng, thì anh nhìn vô cái bình luận ở trong cái chương trình của Thanh đi, những cái bình luận này anh nghĩ sao? Anh đâu phải là con người mà giữ chữ tín đâu, anh nói đường anh làm nẻo, thì bây giờ anh hăm dọa Thanh ở trong này, anh lại đổi thừa là Thanh á là hăm dọa là gì, thách thức anh nói chuyện á, tôi nghĩ anh á y chang hai chồng này rất hợp, nói một đường lật nẻo, Nhưng nói một mà đường lật đường. cho mình xin hỏi, cái anh mà chồng của Mỹ Linh á là quốc tịch nào? À, cái đó là Thanh không biết có quốc tịch hay không, chứ là ở bên Đức á, còn quốc tịch thì Thanh không có biết nha, Thanh chưa không biết à, nhưng mà Thanh Còn nghe nói là người đó ở bên Đức. Mỹ Linh là phụ nữ Việt Nam đúng không? Nhưng mà Mỹ Linh xài cái câu nói vừa thanh vừa nói là đúng luôn. Nếu Mỹ Linh là nguồn gốc phụ nữ Việt Nam, người ta nói một đường, người ta xài một nẻo, nói một đường làm một nẻo, cái câu đó Mỹ Linh xài đó, Mỹ Linh xài đó. Nhưng mà cái con đường của Mỹ Linh đi á là Mỹ Linh đã rào hết rồi. Mỹ Linh biết con đường của Mỹ Linh đi cái đường nào, Mỹ Linh rào hết rồi, nên những cái người mà cùng đi chung với Mỹ Linh á, người ta đâu biết đường đâu mà đi, chỉ đi theo cái lời hướng dẫn của Mỹ Linh thôi nó mới đi được. Nói vậy Thanh hiểu không? À, bây giờ cho Thanh nói một phần nữa.
anh Hùng, anh muốn cái gì anh nhắn tin vô cho Thanh đi. Anh muốn tới đâu gặp anh Sang sẽ ra đón anh, nhưng phải nói là phải giữ lời hứa nha. Anh Thanh, nói là anh cho mình xin góp ý kiến cho Thanh chỗ này. Nếu mà anh Hùng bên kia muốn hẹn với anh Thanh hay hoặc là ai đó bên bạn bè của anh Thanh, phải là alo trực tiếp qua lời giọng nói rõ ràng mình mới đi tới điểm tâm. Còn nếu qua tin nhắn không nên đi, tại vì cái tin nhắn không phải là cái người muốn gọi, cái người nhắn tin là một người khác, không phải là cái người đó. Còn cái người đó muốn gặp mình thì mình phải nhận dạng qua giọng nói rõ ràng mình mới đi. Còn tin nhắn thì Thanh nên ở nhà không tiếp xúc nữa, tại vì cái tin nhắn ai nhắn cũng được, nó không có chính xác những cái thông tin của cái người muốn gặp đưa ra. Mình có ý kiến là như vậy. Thanh cảm ơn ha. Thanh nói là anh nhắn rồi anh qua tới Zurich, anh gọi điện thoại trực tiếp cho Thanh, anh nói anh đang có mặt ở đó thì anh Sang sẽ tới đón anh. Còn như á, đúng rồi, anh nói anh qua, nhưng mà Thanh cũng không có thấy ở trong tin nhắn là anh nói anh qua, anh không có nói, còn là anh thăm dò không. Thì anh em cũng đã tới, bạn của anh gì đó đã tới đón anh, thì cũng người ta thất vọng người ta đi về. Thì bây giờ ngày chủ nhật hôm nay thì anh lại nhắn tin tiếp tục, anh chửi người ta. Thì anh nghĩ cái đó là bên anh ta khiêu khích bên đây, anh ta để cho bên đây mất thời gian, còn anh ta ở bên kia anh ta dửng dưng thôi, mà anh ta mũm mỉm cười đắc ý là như vậy. Cái đó mình theo mình nghĩ là như vậy, không phải là người ta nhắn tin mà người ta đi đâu, người ta để cho mình bỏ công bỏ sức, người ta trêu chọc mình theo cái cách của người ta là như vậy. Còn người ta quá thương vợ thì người ta phải bảo bọc cho vợ con ta thôi. Thì Thanh nhận qua cái tin nhắn mà hồi sáng mà Thanh nhận được đó là chửi Thanh với anh Sang, thì Thanh nói cho anh Hùng nghe, cái con chó nó không sủa đó, thì mình còn sợ nó mà. Nó sủa rồi, nó không sủa mà nó cắn. Đúng rồi, nhưng mà anh ta hình như là hơi bị nhiều cho nên mới nhắn tin cho Thanh như vậy. Nếu mà thật sự là một người đàn ông á, người ta biết cái xử sự như thế nào đó, người ta không có nhắn tin cái kiểu như vậy đâu ha. Mình cho mình thấy có bí chỗ này nữa, không biết anh ta ở bên kia anh ta sống chung với ai, cái đó còn suy nghĩ lại nha Thanh. Nhiều khi anh đó không nhắn tin như vậy mà chính cái tay của người khác bóc cái điện thoại lên mà trêu ghẹo bên Thanh bên đây, không chừng bên kia anh mà chồng của Mỹ Linh á, không phải là mình binh, không phải là mình giật ai hết, mình chỉ nói thẳng cho hai bên thôi, chứ không hẳn là anh chồng của Mỹ Linh mà nhắn tin cho Thanh như vậy. Nên Thanh phải suy đoán cái chỗ này nữa nè, vì cái lời nhắn, cái câu nói, cái mỗi cái nét chữ trên điện thoại có thể người khác thay thế người ta khác, có thể người ta nhắn tin giùm cũng được. Trong lúc nhiều khi anh này đi ra đường, ra ngoài hay là bất cứ đâu, anh ta bỏ điện thoại đó mà đi, thì cái người bên kia người ta muốn xáo trộn cái cuộc chiến của mình, nên người ta nhắn tin qua cho Thanh như vậy. Xong rồi bên kia người ta xóa đi, thì cái anh chủ của cái điện thoại về thì ảnh đâu có thấy gì, cũng chưa hẳn là anh ta nhắn. Cái đó là mình không binh, nhưng mà phải thực tế là như vậy. Thì Thanh cho tạm là như vậy đi, Thanh không có nghĩ tới mức độ vậy. Nhưng mà đúng trong rồi, cái Zalo của anh ta kết nối với Thanh á, là tên của anh ta và cái số điện thoại. Đúng. Thì bây giờ thì Thanh chỉ nói, nếu mà anh Hùng thật sự là một người đàn ông á, không có xử sự như vậy đâu. Ê, còn ảnh mới gọi điện thoại là trực tiếp mới là hay hơn. Thì ảnh gọi điện thoại đúng không? Thì Thanh phải gọi điện thoại cho Thanh mới đúng chứ. Anh phải
nhắn tin xong rồi anh gọi điện thoại tôi mới biết anh là ai, tôi sẽ gọi video thấy mặt anh. Còn như bây giờ Thanh không có Đúng quan rồi. tâm nữa, đối với em bây đối với Thanh bây giờ là không có quan tâm tới anh nữa, anh qua anh không qua là chuyện của anh ha, mà anh cứ tiếp tục anh nhắn tin anh chửi anh hăm dọa rồi anh sẽ biết ha, luật pháp như thế nào ở đất nước Thụy Sĩ và luật pháp ở nước châu Âu như thế nào. Anh đừng có Nhưng tỏ mà vẻ ra là giống như anh nói chuyện Thanh có cái cảm nhận anh giống như đại ca vậy đó, ăn nói không quan thô lỗ, trọng anh không cũng có không quan tâm. sao, đúng rồi. Nhưng mà sau này anh ta có gọi Thanh Thanh á thì Thanh Thanh phải nhìn cái điện thoại nó có lên cái chữ video á thì mình bấm máy lên mình coi, còn nếu nó không có lên cái chữ video thì bỏ qua luôn, bỏ qua luôn. Con người người ta không lộ mặt thì mình tiếc để làm gì, đúng không? Đối diện với nhau, đối chất với nhau, đối diện đối chất với nhau mới là người quang minh chính đại. Thì anh cũng đã làm cho mấy anh em hôm thứ bảy đứng ở ngoài cà phê cà pháo rồi chờ đợi rồi không thấy anh tới rồi xuất hiện, thôi thì cũng nói lên cái con người của anh là nói mà không làm rồi. Thì thôi bây giờ Thanh không có suy nghĩ tới cái chuyện này nữa, không biết nghĩ gì sao á. Còn cái vấn Bây đề là Thanh muốn chia sẻ là như vậy, cái hôm mà Thanh nói cái tên Long này á là ở xóm của Mỹ Linh, là bạn trai của Mỹ Linh mới đây, cái thời gian mà gần 6 năm mấy giờ trước, gần 7 năm đó là Mỹ Linh giật chồng em của Thanh. Thì trong cái thời gian đó Mỹ Linh vẫn còn ở với chồng. Sau một thời gian em gái của Thanh đó, nó bị trầm cảm ha, nó không có tiếp xúc với ai ở bên ngoài, thậm chí rất là lâu, nó sống nó lủi thủi một mình rất là lâu. Thì hai người chồng đã ly dị ha, rồi sau cái ly dị đó đó Mỹ Linh đó gặp với cái tên Long này là ở gần xóm của Mỹ Linh, chứ không phải Long này là em rể của Mỹ Linh của Thanh đâu nha. Mọi người nghe phải cho nó rõ một chút xíu, tại vì nhiều khi nói rồi cộng đồng mạng không hiểu ý của Thanh nói. Cái tên Long này á vẫn còn ở với Mỹ Linh tới ngày hôm nay là tại vì cái người chồng này ở bên Đức về thì cô ta ngưng đi qua lại với anh này. Khi mà người chồng đi rồi cô ta lại cắm sừng cái anh hùng này, cho nên anh ta ảnh quá tin đi, cái gì cũng là tin. Thì dĩ nhiên vợ mình là mình phải tin rồi, vợ mình là trên hết rồi, bây giờ mình có nói cỡ nào người ta không đâu bao giờ người ta tin, phải không? Đó thì Thanh nói rõ ra là như vậy, Long này không phải là em rể của Thanh, là ở hàng xóm gặp nhau sau cái thời gian mà em gái Thanh ly dị cái người chồng đó đó, Mỹ Thanh ngoại tình đó. Thì Thanh cũng nói Bây giờ cho mình nói cái chỗ này, nhờ Thanh nói mình mới nhớ. Mỹ Linh nói bằng chứng đâu, đúng không? Có ai thấy được cái bằng chứng của Mỹ Linh làm không? Mỹ Linh thách thức như vậy mà. Nhưng mà Mỹ Linh đi ra đường, Mỹ Linh không có nghĩ là có người thấy Mỹ Linh. Mỹ Linh tưởng là cái không gian đó là để dành cho Mỹ Linh thôi. Ra ngoài cộng đồng rất là nhiều người người ta biết mà người ta không có nói, đó là vậy thôi. Người ta không muốn liên quan tại vì cô ta hung dữ quá, người ta tranh thủ mà chạy về thấy cô ta làm những cái điều sai trái với lương tâm như vậy, rồi những cái người đó người ta thấy người ta bỏ chạy về rất là nhanh, về nhà đóng cửa lại, người ta sợ Mỹ Linh tới nhà người ta, đó là như vậy. Chứ không phải chuyện Mỹ Linh làm mà không nói đâu. Còn Mỹ Linh thách thức thì một ngày đó nó sẽ phơi bày ra nữa. Mỹ Linh à, Mỹ Linh đừng có thách nha, Mỹ Linh đừng có thách nha. Hiện tại bây giờ á, những cái người xung quanh Mỹ Linh á, họ cũng đang rất là bức xúc, nhưng mà đều chưa có tới lúc để họ lên họ nói thôi, chưa tới lúc thôi. Mỹ Linh thử động khuôn động chảo nữa đi, rồi những cái gương mặt đó người ta sẽ
lộ diện ra, người ta sẽ phơi bày Mỹ Linh ra. Mỹ Linh khua chiên đánh cắp nữa đi, rồi sẽ thấy. Không có gì lo, Thanh đừng có lo, còn bao nhiêu người đứng phía sau nữa. Cái ngày hôm nay nè chủ nhật, Mỹ Linh á là hot lắm, muốn lên chương trình ta đây lắm. Không biết là mình đã có bằng chứng, mình đã có cái bằng ngoại tình mình, nhưng mà cô ta có nghĩa là cô ta chối, cô ta nói là Thanh diễn xuất, nhưng đây là Thanh không, Thanh phải nói thật là cái người đó là chính là trong cái gia đình của Thanh. Cho nên tại sao cái clip thứ hai Thanh không có muốn nói chuyện với Mỹ Linh nữa, không có muốn trả lời điện thoại. Thanh đã nói rồi là tại vì em gái Thanh nó không cho Thanh biết cái người đó là ai. Đã gần 7 năm nó giấu, nó ôm một mình nó, nó không có tiết lộ cho một người nào trong gia đình biết, chỉ có một mình nó biết thôi. Đến khi cái clip thứ hai mà Mỹ Linh lên chương trình Thanh á, nó bức xúc quá, nó chịu không nổi nữa, nó mới cho Thanh biết. Nó khóc rất là nhiều, khơi lại cái nỗi đau của nó. Khi mà Thanh nghe được rồi á, Thanh mới chưng hửng đi. Cái clip đầu tiên á, mà Mỹ Linh lên là nó đã thấy rồi, nhưng mà nó không nói. Nó nghĩ là nó muốn cho qua cái chuyện này, nhưng mà nó biết là Mỹ Linh sẽ tiếp tục lên chương trình của Thanh chia sẻ nữa, cho nên nó chịu không nổi, nó phải nói sự thật. Chính Thanh đây nè, Thanh còn không biết tới cái ngày giờ phút cuối, cái clip thứ hai Thanh mới biết được. Thanh rất là đau. Cái lúc đó là mình cũng như là mình bị tê, tê dại luôn. Cái người mình bị nâm á, bị cứng luôn á. Cái đó là Thanh nói, chứ không phải là Thanh nói. Cái này nó đã xảy ra 6 năm mấy về trước, nhưng ngày hôm nay Thanh mới biết chính Mỹ Thanh Linh là thủ phạm. Sau hai cái clip lên, em gái Thanh nó mới nói cho Thanh biết. Thật sự không thể tưởng tượng được. Thấy cô này im, cô Mỹ Linh á, nói mình là con người mình chiến thắng, đi đâu cũng đều chiến thắng. Nên lên cái clip của Thanh á, là Mỹ Linh khiêu khích, chứ không phải tự nhiên Mỹ Linh lên đâu. Mỹ Linh muốn mình đi lên để quang minh chính đại. Đó là khiêu khích cái tư tưởng của em gái, chứ không phải mà khiêu khích nói về cái cộng đồng công chuyện này nọ. Cái đó là khiêu khích trong cái tư tưởng của đứa em gái. Lương tâm của Mỹ Linh là Mỹ Linh biết. Cho Thanh nói là chính Mỹ Linh cũng không ngờ người đó là em của Thanh. Mỹ Linh không ngờ đâu, không biết. Nhưng mà nếu mà Mỹ Linh mà biết như vậy đó, thì Mỹ Linh không dám lên chương trình của Thanh đâu. Thanh nói thật, Mỹ Linh không biết. Không biết người đó là em gái của Thanh. Nhưng mà cái này làm sao biết được. Nhưng mà để Thanh nói cho Mỹ Linh nghe, tại vì Mỹ Linh á cặp nhiều bồ quá rồi, ngoại tình nhiều quá rồi, cho nên Mỹ Linh không nhớ ai là ai hết. Nhưng mà để nói cho Mỹ Linh nghe, Mỹ Linh làm cái gì làm ở ngoài đời đó là chuyện riêng tư cá nhân của Mỹ Linh, Thanh Thanh không bao giờ lên nói. Nhưng mà đây là cái chuyện trong gia đình của Thanh, Thanh lên tiếng Thanh nói, tại vì có nhân chứng vật chứng đầy đủ hết. Nhưng mà tại sao Mỹ Linh cứ đòi đưa lên nhân chứng? Một hai phải đòi giáp mặt với Mỹ Linh. Mỹ Linh nghĩ Mỹ Linh là ai? Mỹ Linh như thế nào mà lại đòi nhân chứng lên? Mỹ Linh đã giết chết em tôi, sắp sửa cái bằng đã mất đi một cái mạng, mai là trời cứu lại mà Mỹ Linh nói là Thanh lên để mà diễn xuất. Rồi Mỹ Linh á, thấy không, cái con người như vậy bình luận mà vô nói như vậy đó thì là một cái con người như thế nào? Con người không có cái tim, không có cái lương tâm, không có cái đạo đức của một con người ha. Mỹ Linh nói cái nhân chứng, bây giờ hỏi Mỹ Linh nè, cái tư cách của Mỹ Linh khi mà anh Sang hẹn chủ nhật, Mỹ Linh đông đỏng phải đổi ngày chủ nhật thành 1 giờ, anh Sang thì nói sau 3 giờ, thì Mỹ Linh chưa gì hết á, Mỹ Linh đã lên chút clip chương trình của Mỹ Linh, Mỹ Linh làm 3-4 cái clip mắng chửi người ta rồi, khiêu khích người ta rồi. Mỹ Linh làm như vậy hả, có đúng không? Mỹ Linh muốn giải quyết cái vấn đề, cái đó là cái đó nếu tính ra là cô ta chụp mũ để cô ta che đậy cái những cái gì cô ta làm, cô ta chụp mũ thôi chứ không phải là gì hết. Lúc nào cô ta cứ nghĩ đi trước mình một bước rồi đón trước là như vậy đó.
Thì Thanh nghĩ là mấy người côn đồ như vậy á, rồi mấy người có xứng đáng em gái của Thanh lên chương trình để đối chứng hay là không? Hả? Để mà đối diện sự thật với Mỹ Linh hay là không? Tại có người có Mỹ Linh không có xứng đáng. À, chính cái bản thân của mình chọn một người chồng thì biết rồi, một người chồng á, nói không có ra gì á, nói không có đúng với sự thật, đúng không? Nói thật lòng mà nói, cái người người ta xấu người ta mới thách thức. Nếu con người người ta không có làm việc gì sai trái thì nói như anh Sang nói vậy đó. Nếu mình không làm thì người ta đâu có biết, còn nếu mình đã làm thì tất cả mọi người cùng biết. Nhưng mà cô ta không có hay, Mỹ Linh không có hay, Mỹ Linh cứ nghĩ là Mỹ Linh che đậy được, nó là như vậy đó. Mỹ Linh nghĩ là mình sẽ che đậy tất cả mọi người, nhưng mà điều á, cái gì mình đã làm thì mình phải suy nghĩ trước suy nghĩ sau nha Mỹ Linh, đó là như vậy, À, ác độc lắm. Thanh nói ở trên đây hôm nay là ngày chủ nhật nè, Thanh đang nói chuyện với đây Đúng. em á, thì Thanh cũng nói anh Sang không có lên chương trình gặp Mỹ Linh là tại vì cái con người của Mỹ Linh không có xứng đáng để cho tụi này ngồi nói chuyện với Mỹ Linh, không có xứng đáng lên cái chương trình của Thanh. À, tại vì cái người chồng cũng vậy đó, cũng không có cái tư cách. Cái loại này là Thanh gạt bỏ vô sọt rác rồi. À, anh bỏ vô sọt rác rồi. Tự làm được mà, đúng không? Đâu cần Thì phải lâm vào bên đây. hôm đó cô ta có nói là cô ta không có cần lên chương trình của Thanh. Cô ta có một cái chương trình riêng, cô ta tự lên, cô ta không có muốn lên chương trình. Thì cô ta cũng thách thức là nói không muốn lên thì thôi, anh đâu có mà chào đón nữa đâu. Sau hai Thì cái để chương trình thử, đã chán rồi, anh không có muốn qua lại rồi. thì mình cứ để thử coi, tự cô ta lên chương trình cô ta nói gì, cô ta dám nói cái gì, hay là cô ta định muốn nói cái gì, cô ta minh oan cho cô ta cái gì, thì để cô ta tự nhiên lên nói đi, cứ việc nói đi thì là bao nhiêu cộng đồng người ta sẽ nhận xét cho, không có cái gì sợ đó. Còn chồng cô ta về thì cứ hai vợ chồng lên nói đi, nói cho rõ ràng lên một chút để cho cộng đồng người ta hiểu, người ta đỏ sỏi tới nghi ngờ mình là làm xấu xa, thì cứ lên mà che đậy, càng che đậy thì cái sự ở bên ngoài người ta bức xúc rất là nhiều, thì lúc đó rồi không biết mặt mũi nào để đâu luôn á. Bây giờ chỉ có mình là lên chương trình thôi, mình chỉ nói sơ như vậy cho Mỹ Linh biết vậy thôi, chứ Mỹ Linh mờ màu quá rồi, hiện đây rồi lát nữa rồi đừng có nói là lấy cái chảo xào nha, mà không biết lấy cái gì xào cho hết luôn á. Bây giờ chương trình nó nhiều lắm, thiên hạ họ tự do họ cũng thoải mái là lên, mà miễn sao mà nó không có vấn đề gì dính líu pháp luật thôi, còn chuyện cá nhân thì có quyền lên chương trình để mà thắc mắc, để mà nói dễ hiểu nhau, tại vì quá xa xôi đâu có ai tới nhà ai được, đó là như vậy đó Mỹ Linh. Để một lát nữa thì Thanh sẽ đưa cái tin nhắn của con của ông Hùng lên, nói về ông Hùng đó, là chính là người con của ông Hùng đó, thì Thanh sẽ đưa cái tin nhắn đó lên cho mọi người thấy. À, coi coi ông ta nói gì về ông ta. Rồi chương trình này cũng khá dài rồi, em còn muốn chia sẻ gì nữa không? Cũng có cho mình xin vài giây thôi để nhắn nhủ lại các chị em. Các chị em mà muốn lên chương trình của Thanh Thanh á thì cứ dẫn tiếp tục, không phải con sâu mà làm rầu nồi canh đâu. Tại vì Mỹ Linh á là ganh ăn tức tở thôi, nghe nói là nói hai cái chị gì đó là muốn kết nối yêu hương với anh Việt Kiều, dù người ta có Việt Kiều hay là Mỹ Kiều hay là Nhân Kiều gì đó, đó là chuyện của người ta. Bên kia thì cái anh Việt Kiều bên kia là người ta cần một cái tình cảm, thì người ta sẵn sàng giang tay ra đây để đón nhận những cái cô mà kết nối yêu thương qua. Người ta đã thích đã thương rồi thì người ta bất chấp giàu hay nghèo hay là cái gì đó người ta đến với nhau. Còn bây giờ ấy, mọi chuyện tới đây nói với Mỹ Linh ấy, cũng đã nhiều rồi, khép lại rồi.
Thì các chị nào mà cùng tên với Mỹ Linh á thì cứ ăn ngon mà ngủ yên đi, phúc đức nó tới với mình chứ không ai mà xa lánh mình đâu. Còn Mỹ Linh á, là Mỹ Linh về suy nghĩ lại nha Mỹ Linh, nếu mà Mỹ Linh có cần thiết nữa thì Mỹ Linh thay tên đổi họ đi, để sau này con cái mình nó đỡ khổ một chút, nó lại vậy. Cái đó là mình khuyên Mỹ Linh vậy, pháp luật người ta có quyền cho mình thay tên đổi họ đó Mỹ Linh à. Còn những chị em mà đồng tên đồng họ với đồng tên đồng cái chữ lót của Mỹ Linh á thì cũng đừng có buồn Mỹ Linh, tại vì Mỹ Linh nó thơ ngay lắm, nó thơ ngay về cuộc sống, thơ ngay lắm. Nhưng mà đối với về cái về mà cái thể xác với cái túi tiền á thì Mỹ Linh không có thơ ngay đâu. Còn các chị thì cứ yên tâm mà ngủ nghỉ, dạy cho các con mình nên người. Còn những ai mà muốn lên chương trình Thanh Thanh để kết nối yêu thương, rồi những cái anh Việt kiều nào đó muốn để kết nối yêu thương những cái chị ở bên đây thì mình cũng xin là các anh, nếu mà thấy cái chương trình của Thanh Thanh mà cô nàng nào đó ha, cái chị nào đó lên dễ thương thì các anh hãy thấy mà có khả năng được thì dang cái vòng tay ra mà đón cái ấm áp yêu thương về mình. Còn các chị ở bên đây, các em ở bên đây thì mình có cái gì thì mình chia sẻ lên, mình nói thật lòng lên để cho các anh đó gặp mình không có bỡ ngỡ trong cái cuộc sống của mình, nó là thực tế. Còn các anh các chị mà nói không có, nói không không nói có thì sau này nó cũng phơi bày lên y như Mỹ Linh vậy đó. Là mình có cái lời khuyên thôi chứ mình cũng không dám mà dạy ai hay là nói ai hết. Cái đó là lời khuyên để mà mình xử lý sau này cái đường đi của mình nó chín chắn, nó đúng với ý nghĩa của cái người bên kia. Tại vì người bên kia người ta chỉ nghe cái lời mình, qua cái lời nói kết nối yêu thương, mình có cái gì thì mình thích cái gì, mình muốn cái gì, mình muốn cái điều kiện cái gì thì người ta đáp ứng được thì người ta sẽ tới với mình. Nhưng mà mình ở bên đây có hay không, muốn hay không cái gì đó thì mình cũng phải nêu ra cho rõ ràng để người ta sẵn sàng đón nhận. Cái đó là lời khuyên chân thành của mình. Rồi, là mình xin cảm ơn em ha. Rồi, dạ cảm ơn rất là nhiều. Rồi. cảm ơn chị, Rồi. chúc chị Thanh Thanh ngủ ngon, rồi cộng đồng mạng cũng ngủ ngon, rồi yên tâm qua cái clip này mà để mà mọi người cùng đóng góp với nhau, xây dựng với nhau cho tốt đẹp hơn. Dạ em xin cảm ơn ạ. Rồi, thank you. Bye bye. Bye bye nha.